chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đi học tiếp bài tập trang số 87. Sách giáo khoa toán lớp 1 tập 1 quyển kết nối tri thức trang 87 nhé. Yêu cầu của đề bài chúng ta sẽ là điền số thích hợp vào trong bảng A, B thì chúng ta có được kết quả đúng nhất. Ở bảng A chúng ta có các phép tính như sau: 4. Thực hiện điền vào những ô trống các cái số phép tính kết quả thích hợp để hoàn thiện dãy chuỗi phép tính nhé. 5 cộng 4 bằng 9, 9 trừ 6 sẽ bằng 3, 3 cộng 7 sẽ bằng 10. Tiếp tục đối với bài tập hình tháp, chúng ta sẽ làm lộn ngược lại từ dưới lên trên. Chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Ở đây chúng ta có hai hình ở dưới cộng lại sẽ bằng một hình ở phía trên nhé. Như vậy chúng ta sẽ có 1 cộng 0 thì sẽ bằng 1, đến 1 cộng với 3 đây sẽ được 4, 4 cộng với 6 và cái hình trên cùng thì sẽ là bằng 10 các bạn ạ. Rồi mình nói miệng như thế các bạn không biết là có hiểu không và có thực hiện được giống như mình vừa hướng dẫn không nhỉ? Hình tháp chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cộng từ dưới cộng lên, hai ô vuông ở dưới cộng lại thì sẽ bằng kết quả sẽ là 9 ô vuông ở phía trên nhé. Còn đối với là cái bài tập theo dãy hàng